Chào mừng các bạn trở lại game nhà bè. Hôm nay mình sẽ chơi Evadea các bạn. Sao giờ game này nó tối quá vậy? Tại đây nó sáng quá. Ừ nhưng dạ. Rồi chạy đi. Ok, rớt ở đây chùa, được không chùa? Tụi kia kìa. Mấy đứa dí á. Tôi quên lạc, mày để có biểu cảm. Ra đội tóc giả vô liền, chân lửa lava, mặc đồ phục vụ. Yeah. Đạt thành tựu luôn. Mang này vô góc đặt. Khi nào có con nào đi tới nó sẽ báo hiệu tao biết.
góc nào đẹp 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 rồi. Ở đây chỗ có này, chừng nào có đứa nào tới nó sẽ báo. Nhảy cái khác đi chuột ơi. Hồi đó mày chơi bằng ạc điện kiệt hắc mà. Mày chết chưa Hoàng? Yeah. Sống. Ra mua thêm một cái nữa. Đâu mày đâu? Đi tao. Trắng hơn mày nãy nữa. Từ lấy đèn lên cái. Sao mở đèn không được ta? Hai người vô rồi. Khi nào mà có con tới sẽ báo. Bây giờ cứ đây thôi, chừng nào nó báo đỏ lên thì mình chạy. Nãy tao với con chuột làm gì nè. Nè. Nó báo đỏ mà. Ừ, nó màu đỏ. Nó có 30.000 mày ơi, ghép đôi cho coi. Nó không nhìn thấy không? Thank you.
Nó dịch ra vậy hả? Ừ. Game nhà bè. Nhà bè và trò chơi. Chết rồi anh đi. Chết đi. Thật luôn. Gì? Có bằng được nè. Thấy mấy con mà nó cứ nói nghe mệt đấy. Mẹ mấy con mà nó không phát ra tiếng là nó cứ nói vậy. Không phát ra tiếng bình thường đó. Bản đồ này lên trên cao là dễ sống lắm. Sao trở lại sớm thôi. Ê, nhiệm vụ của cái bản đồ này tìm cái chìa khóa bí ẩn mà giả nằm ở góc bất kỳ á. Má à, trước. Ôi góc này hẹp quá, không chạy vòng quanh được. Không biết là trước á, chết được nhiêu lần mà ta thấy chết được lâu hơn. Giờ chết hơn 2 lần là chết luôn à.
nhảy kiểu Minecraft nha. À, cái chỗ nãy mà đi lên xong té xuống không nhớ đi đâu luôn á. Chỗ đó cao. Chúa là bị gục. Đi ra ve qua đây cứu mọi người nè. Nó chưa phát đỏ mà hướng cứu đâu. Họ trượt lát vậy chứ. Đi qua tới. Wow. Sao thử đồ hoa đẹp chứ vậy? Hả? Trời chơi nhà mẹ ha. Hát bền đạo. Mày ngừng nhìn đỏ trời ơi. Đứng đây sống bao lâu? Bây giờ nếu như lên đây mình sẽ nhảy qua bên kia.
đứng đây đi. Ở đây chỉ có một cái cầu thang đi lên nè, mà là hai. Nhưng mà nó có hai hướng gần à, gã tới đủ má ồn quá. Làm mấy cái khác đây. Cái khác nữa. Cái khác nữa. Cái nãy nào mà mày làm ta? Không phải. Nghe nhạc quen lắm nhưng mà không phải cái này. Không phải. Chắc kia kẹt rồi. Có ai biết nó ghép meo meo theo từng năm mà chắc lỗi rồi. Hãy
con nào vậy? Mới để ta thấy nằm xác rồi. Chết rồi.